duyên sự thật xứ tôi. Một chuyện đau thương của một gia đình, đầu làng kia có anh trai xe ôm. Anh là chàng thanh niên hiền lành, ai cũng mến thương. Phải lòng một cô gái cùng làng, rồi người mãi mối duyên lành hai người chung đó. Cuộc sống lúc đầu rất hạnh phúc, sanh được hai cháu một trai một gái. Sau một lần anh đi đám cưới của bạn trong xóm, vô tình buông quá chén cách giờ mình không biết làm gì để phụ anh trong cuộc sống, để cuộc sống cứ mãi khó khăn đè nặng trên thân anh. Thế thì từ đó tình cảm vợ chồng sức mẻ, cô nàng suy nghĩ đến cuộc sống giàu sang. Một lần son phấn chìm ra phố phường, lúc chồng bận bận rộn trong cuộc chạy xe, không biết việc gì xảy ra ở nhà mình. Nàng vợ ấy phải lòng anh chàng ban thuốc bắc giao sáng, và quyết tâm bỏ gia đình theo tiếng gọi con tim của cuộc tình mới. Bỏ lại hai con thơ và mẹ già, cùng người chồng nghèo khổ chạy xe ôm. Ôi tình cảnh đau thương đoạn trường, một người đàn bà đã nhẫn tâm bỏ chồng và hai con trẻ để phản bội lời lệ thề chăn gối năm xưa. Nghĩa tình vợ chồng chi ngăn ngủi sao em, chỉ có 6 năm thôi sao. Buồn cho kiếp đời người, anh vẫn chạy xe để tiếp tục nuôi con trẻ và mẹ vợ chăm sóc hai cháu. Nhưng một lần kia khi chạy xe xa tình, anh bị tai nạn và qua đời. Con cá chỉ lên 9 tuổi và cháu gái chỉ 6 tuổi mà thôi. Để lại hai cháu cho bà ngoại nuôi, còn người vợ xưa giờ đã thuyền sang bến Canada, cùng chồng mới phiêu bạc nơi xa, chẳng biết tin tức gì hay lời thăm hỏi hai con, để ba mẹ già nuôi hai té. Không biết vô tình hay cố tình, để lại sự đau khổ cho bà ngoại và hai cháu thơ. Khi chỉ muốn bảo vệ hạnh phúc mình thôi, mà quên đi những người thân yêu. Tình người bè bạn xây sao,
sao lại có người mẹ lại vô tình bỏ con của mình như thế, và mẹ già của mình đang sống nghèo khó phải gánh nặng cuộc đời, và ngấm ruột mình tạo ra lại bỏ rơi. Xa hồi ơi, người đàn bà ấy, người mẹ ấy có tội không? Hay chỉ là xã hội đã tạo ra tăng tình này? Cho tôi sự trả lời đi, khi hai con trẻ lớn lên trong sự nghèo khổ của bà ngoại mình nuôi nấng, thì tình mẫu kia thứ kia có còn trong trái tim của hai trẻ không? Sự đời không ai hiểu được đâu, có lúc mưa gió thuận hòa, có khi phong ba bão táp cứ đè lên người con nghèo, người ngay thắng và người nghèo khổ chịu khổ đau. Quý vị đang nghe bài thơ nhạc của Ngọc Huệ, hồi ký 2023, viết lại câu chuyện của người mẹ bỏ lại hai đứa con thơ và sang nước ngoài không quên, quên hết không nhớ gì chuyện của người mẹ ở lại nuôi hai đứa trẻ, để hai đứa trẻ lớn lên khổ đau. Chuyện này thì chuyện có sự thật trong cuộc đời, nhưng mà không có đánh giá được cuộc đời đúng hay sai về mẹ đó như thế nào, chỉ biết là cái phận người trong kiếp sống này có thể nói là mình bất hạnh đành chịu thôi. Có lẽ kiếp trước nỗi nặng quá, kiếp này phải trả lại, và người mẹ cũng vậy mà người vợ cũng vậy. Trước khi dứt lời, bây giờ kính chúc quý vị một sự vui vẻ hạnh phúc trong mái ấm gia đình nha, và cuối đời vui vẻ hạnh phúc và một ngày vui trọn vẹn bên mái ấm gia đình nha quý vị. Hẹn lời cái tiếp diễn, bye bye quý vị.